Hello anh em, hôm nay mình tiếp tục chơi tựa game Production Soccer nha. Hôm nay mình sẽ đá đội Việt Nam đá giao hữu với đội tuyển Argentina. Vâng, hiệp 1 đã bắt đầu. Đội tuyển Argentina cầm bóng và đang tấn công đội tuyển Việt Nam. Vâng, một pha cắt bóng rất tốt của Đình Trọng. Bóng đang về chân về Hoàng Đức. Đức tiến cho Đức Chinh, Đức Chinh chuyền cho Văn Toàn, Văn Toàn đang dốc bóng. Nhưng anh có truyền cho đồng đội không? Vâng, anh đang truyền cho Phan Văn Đức. Văn Đức truyền cho Hồng Duy. Hoàng Đức đang cầm bóng. Vâng, anh truyền cho Văn Toàn. Văn Toàn đang đi bóng rất chống chạy. Vâng, anh qua một loạt cầu thủ của Argentina. Vâng, anh sút. Vâng, không vào. Thủ môn Argentina bắt phán đoán hướng bóng rất chuẩn. Đội bóng Argentina đang có bóng. Vâng. Vâng, Đình Trọng đã bị ngã nhưng trọng tài không thở còi. Đội tuyển Argentina vẫn tiếp tục tấn công. Một pha rất trống trải. Vâng, Nguyễn Mạnh đã bắt được bóng. Nguyễn Mạnh bật ném bóng cho Quang Hải. Quang Hải bắt đầu rong bóng. Anh rong bóng. Quang Hải chuyền cho Đức Chinh. Đức Chinh đang cầm bóng. Anh đang tìm đồng đội để truyền. Vâng, Quang Hải tiếp tục có bóng. Quang Hải truyền cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức lại truyền Quang Hải. Quang Hải đang dòng bóng rất chống chạy. Anh nếu anh sút, vâng, anh sút không vào, bóng bật ra. Tuyển Argentina đang có bóng. Vâng, đội tuyển Argentina đang tổ chức tấn công. Vâng, một pha truyền bóng sát địa chỉ và Nông Xuân Trường đang có bóng. Vâng, Nông Xuân Trường lại truyền sát địa chỉ cho đội bạn. Đội tuyển Argentina đang tổ chức phần tấn công. Vâng, một pha chuyền bóng. Vâng, rất tốt. Duy Mạnh đang cắt được đường chuyền của đội bạn. Tiếp tục bóng đến chân của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đang di chuyển. Vâng, Duy Mạnh đang có bóng. Chuyền cho Hoàng Đức. Hoàng Đức dùng bóng chuyền cho Nông Xuân Trường. Nông Xuân Trường đang đi bóng rất rất tốt. Anh chuyền cho. Vâng, một pha sút bóng. Sút bóng qua ra ngoài của đội tuyển Việt Nam ạ. Hiệp 1 đã kết thúc và tỷ số vẫn là 0-0. Đức Chinh giao bóng. Hiệp 2. Vâng, hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đang ở phần tay trái của quý vị và khán giả. Nhưng Xuân Trường đang rong bóng, chuyền cho Bùi Hoàng Việt Anh. Vâng, Hoàng Đức đang duy bóng. Vâng, anh rong bóng qua một loạt cầu thủ. Sút vào. Một cú của đội tuyển Việt Nam. Một pha đi bóng để nói là khá đẳng cấp của Hoàng Đức. Vâng, đội tuyển Argentina đang tổ chức tấn công. Vâng, một pha rất trúng trái. Vâng, một pha bóng xuất sắc của Nguyên Mạnh khi cản phá được một tình huống rất nguy hiểm. Vâng, lại vẫn là Nguyên Mạnh, một pha đổi người quá chuẩn xác. Vâng, Lương Xuân Trường đang có bóng. Lương Xuân Trường truyền cho Hoàng Đức. Đức Chinh đang có bóng. Toàn đang có bóng. Quang Hải đang đi bóng rất kỹ thuật. Quang Hải chuyển cho Nông Xuân Trường. Vâng, một pha biểu diễn kỹ thuật không đúng lúc và bóng đi hết đường bên ngang. Đội bạn có pha phát bóng lên. Vâng, bóng vẫn trong chân của Quang Hải. Quang Hải chuyển cho Văn Toàn. Văn Toàn đang đi bóng. Văn Toàn chuyển cho Đức Chinh. Đức Chinh đang đi bóng rất kỹ thuật. Anh đi qua một loạt cầu thủ của đội bạn. Vâng, sút không vào và một bóng rất dính của cầu thủ đội bạn. Argentina tổ chức tấn công. Vâng, Quang Hải đã lấy được bóng. Quang Hải chuyền cho Phan Văn Đức. Phan Đức chuyền cho Hoàng Đức. Hoàng Đức chuyền cho Nông Xuân Trường. Nông Xuân Trường đang dốc bóng ở bên cánh phải. Vâng, anh đang tìm đồng đội để truyền. Đúng là chân Hà Đức Chinh. Vâng, Hà Đức Chinh đã để bắt bóng.
Vâng, hiệp 2 đã kết thúc và tỷ số đang là 0-0.